chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua nước dâu. Bằng lòng anh sang anh mang bưng theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một bay em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không trời dời. Cuộc đời gắt gối lắm lúc thăng trầm mỏi tôi, chỉ ước mong sao để mau được giàu lên. Nhờ người mai mối đây rước em về mỗi tối, rồi nằm cạnh bên anh để kêu em dời. Bởi quá thương em nên anh ráng sang năm bằng ăn lên anh hốt em về làm dâu. Chút yêu thương để gọi thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua nước dâu. Bằng lòng anh sang anh mang bưng theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một bay em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không trời dời. Lòng mừng vì có em bên đời anh cùng nhau mình sánh bạc mai đâu xanh. Hẹn lòng nguyện ước trăm năm thành đôi, giờ mình cùng tính đi ôi dồn ngồi. Bởi quá thương em nên anh ráng sang năm bằng ăn lên anh hốt em về làm dâu. Chút yêu thương để gọi thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trong đời anh sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua nước dâu. Bằng lòng anh sang anh mang bưng theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một bay em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không trời dời. Thương em mấy núi anh cũng treo, mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Thương em cái tính em thiệt tha, gái quê mà chẳng chắc mực mà sao dễ thương. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua nước dâu. Bằng lòng anh sang anh mang bưng theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một bay em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không trời dời. Trời, có anh có em bên đời, mình cùng nhau tay.
hay vui đùa đi hết con đường. Ngóng bên dòng sông ai nhặt hoa trông giống như thiên thần, lòng thầm bên đây muốn cùng em vui đùa và hát ca la 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 la. Mộng kết duyên đôi ta trong những suốt đời nhé em. Có phải em là nắng rào nào phải gió bay qua? Có phải em là sương mờ mà giăng kín lối đi? Cả mình say nắng biết bao lần đây cho anh ngất ngây lòng, cho tim anh trầm thương trầm nhớ mong chờ tổn thương. Đám cưới bên đằng tưng bừng làm anh thấy xôn xao, cố gắng anh cày năm nay để năm sau cưới em. Họ hàng cô bác ở xa về đây hợp coi mắt em rồi, mâm trái cây trầu cao chúng ta cùng thơm nghiền. Anh gì ơi nói nhỏ mà nghe này, mẹ dặn rồi thương ai phải tỏ bày, lỡ thích anh em phải cúi cho đổ. Em chẳng sợ tương lai mình có khổ, chỉ cần anh cùng em đi qua ngàn bão tố. Mỗi lo toan anh vứt lại thành phố, nơi yên bình vẫn là đất miền Tây. Nhà em đủ ấm để anh không bỡ ngỡ, vừa đủ nồng để là khách bơ vơ. Nên anh ơi nơi đây có em chờ, yeah. Đừng lo sợ khi trong tay chưa có gì, rụng đồng nhà em bao la và bát ngát. Anh chịu hợp tác thì hai ta cùng phiêu bạc. Chơi lén chín tháng mười ngày có cưng nuôi.
Nằm mơ trông thấy em váy hoa thật xinh, anh đứng bên cạnh em nhà sập sình đám cưới đôi mình lên đến thiện cái tình là giật cái mình nhanh chân anh chạy sang nhà em xin thưa hai bác con muốn đón em về làm dâu mà còn hồn hú dìa tia má cho anh rước em về rồi hai bên thông gia chẳng cần cao xa chỉ cần đôi ta hết lòng chăm lo mong rồi ăn yêu em không lăng nhăng em ơi anh nói nghe nè anh thương em dữ dằn thay bối phá ngay liền hôm nay tôi cũng xin
trước khi nhà trai là trình lễ, tôi cũng xin tự giới thiệu trước. Ở đây là ông nội của chú rể, đây là ông ngoại của chú rể, và đây là ông út của chú rể, đây cũng ông út chú rể. Đây còn bên đây đứng đằng sau là có ông sáu. Rồi tôi cũng là ông năm của chú rể, tôi là người đại diện bên nhà trai để trình lễ ngày hôm nay. Trước khi nhà ta trình lễ, tôi cũng xin đầu tiên là trình an trưởng là tôi ra cái lễ y kỳ. Và tiếp theo nữa là thì bên nhà ta đầu trình lễ và kính trình trưởng tập hai bên cũng như bên nhà trai và bạn gái. Hôm nay dưới sự thống nhất của tình nghĩa xu gia hai bên, chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt để tổ chức ngày thành hôn cho hai cháu nó được thành vợ thành chồng, trăm năm hạnh phúc. Bữa hôm nay bên nhà trai chúng tôi đến đây thì lễ vật gồm có 6 quả, gồm có quả bánh, quả trà, quả bánh kem, quả bánh phu thê và hai quả trái cây. Và thì và tôi quyết định luôn, tại vì theo đúng thì phải lễ thì nó đầy đủ, tại vì bên nhà trai nhà gái hai anh xui thống nhất là cho một lễ thôi, thành ra thì phải còn cái phần cho qua cô dâu, thì tôi cũng xin phép là ăn trưởng, tại vì xui gia đã thống nhất rồi, cho nên cô dâu chú rể đã về trước rồi, thành ra một lát á khi tụi tôi thỉnh họ bên nhà gái về nhà trai, lúc đó là bên nhà trai mới xui trai mới cho qua cô dâu, thành ra cái phần tôi cho qua cô dâu thì để một lát mình thỉnh họ. Rồi bây giờ hôm nay là tôi thấy là ở gia đình đây cũng có thề có thợ đi bề trên, mà tôi xin cho dở quả và đem một dĩa bánh và dĩa trà để cúng đi về trên. Dạ. Kêu ở ngoài. Thôi sợ có tiền, trên chứ. Có tiền sợ. Có sợ có những món không sợ. Lấy nữa. Dạ, tông lắm mọi người. Đây là chị hai hả? Chị hai. Xong rồi thì ngồi xin là hai họ ngồi uống nước. Rồi trong khi đó thì mình ở nhà dưới là bên nhà gái lo làm bổng phận là 6 quả để rồi chuẩn bị nhà trai tụi tôi họ.
bây giờ bỏ nước đi hai bên giờ không đỡ đi vậy cảm ơn nhưng mà đây có còn hai ông nội lấy đức có hai ông nội bên nhà trai và ông nội bên nhà gái đây mười tuổi nào à ông đi về cho cháu đông hạnh phúc trăm năm à. Đây thấy lại có bà cố nữa hả? Đây để giới thiệu bà cố. Bà. Đây là bà ngoại. Bà ngoại với bên đây ông ngoại nhắm người nhắm xí. Dạ bà cản luôn ngoại. Không cản thôi cậu mày. Không cản thôi xin phép bà ngoại ăn uống. Đó vậy đấy đúng rồi. Cho công sinh thành dưỡng dục là có hai ông xui à, bên là xui trai bên là xui gái à, bên xui gái cũng cần cực khổ lắm nuôi đứa con nên hôm nay là, mà đứa con làm được cái chuyện này là đó là nó đền đáp công ơn cha mẹ tốt lắm rồi đó này cán nha không đừng chưa lấy cái hậu uổng lắm anh thằng em tôi nó uống nữa hay là cũng nhớ từ ông nội ngoại uống rồi này ông hút hồi nãy ông hút uống dùng rồi uống dùng bây giờ anh uống trước đi tao uống sao cùng có nữa hả có chứ mất quyền là không được rồi. Đây cũng ông hút dạ rồi đây ông Sáu lấy đứt ông Sáu lưng nhẹ, nó nói lưng nhẹ rồi. Sợ ông Sáu chừa chân. Thôi bây giờ nó nói với cô còn tôi đó là mà mất quyền lợi thì tôi khiếu nại gì lắm à. Thầy chỗ đó là ông rồi. Thôi tôi cũng trình hai họ để hôm nay để đúng một cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Thôi tôi đại diện thì tôi cũng mời hai bà suối suối trai và suối gái cùng hai rồi. Hai bà cùng nhau đi nữa rồi hết rồi lâu hai người suối tiết kiệm tiền người không loại đâu bây giờ chứ mà uống nào lại rồi thôi uống nước đi. Thôi để ta đi. Thôi bây giờ mình mua ra một chai để mình số lớn của Tiền Giang. Thôi giờ đi phải không? Mà bây giờ uống nước xong rồi để chuẩn bị kịp giờ đại lợi. Nên thôi nhà trai cho chúng tôi đến đây cũng làm lễ xong. Bây giờ chương trình hai họ để bên nhà trai chúng tôi cũng họ nhà gái bên nhà trai để dùng buổi tiệc thân mật cùng gia đình bên nhà trai. Để thành thật mời bệnh nhà gái. Dạ cũng thỉnh nhà tay mình về chứ để nhà tay ngồi luôn á. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thiệp hồng mình viết chung tên từ đây sớm tôi có anh kề bên vô mưa nắng ngọc bụi cây đắng thương nhau ta quét dưng lòng về quê nuôi cá chăn trâu sao nhà mình trồng thêm trong sáng đón em sẽ đâu anh làm dâu anh ở nơi thành đô còn em nhìn cô xa xăm thương anh đêm đêm em mơ đôi ta kết tình trăm năm anh quen sống trong giàu sang em quen người bao gian khó chỉ có trái tim thật thà yêu anh em hứa chung tình bằng lòng em đưa anh đi về dưới quê em rừng đồng bao la 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 cỏ cây thành cành bằng lòng em
anh đêm đêm em mơ đôi ta kết tình trăm năm. Anh quen sống trong giàu sang, em quen đời bao gian khó, chỉ có trái tim thật thà yêu anh em hứa chung tình. Bằng lòng em đưa anh đi về giấc quê em, rừng đồng bao la 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 cỏ bay thẳng cành. Bằng lòng em đưa anh đi về giấc quê em, một dòng sông xanh 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 bên tấm lều chanh. Thiệp hồng mừng viết chung tên từ đây sớm tối có anh kề bên nhau. Mưa nắng mà bụi cây nắng thương nhau ta quét chân. Dịch vụ nấu ăn sáu sỉ, âm thanh ánh sáng Thanh Tùng xin gửi đến toàn thể quý vị
quan khách quý, lời mến chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa quý vị quan khách quý kính mến, ông bà ta vẫn thường hay nói rằng yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không thay đình cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng ngại lòng than, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Yêu và được yêu đó chính là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và đến sau ngày hôm nay đây là ngày lành tháng tốt tại Tuy Gia nhà chú rể anh Tân, ngày 8 tháng 10 2023, nhằm ngày 24 tháng 8 năm Quý Mão, thì chú rể anh Tân đã chính thức đưa con thuyền tình yêu của mình cập đến bến bờ hạnh phúc cùng cô dâu Minh Anh, sau khi được sự đồng ý và nhất trí đến từ cha mẹ hai bên gia đình. Và một lần nữa thay mặt cho âm thanh ánh sáng Thanh Tùng, xin mời toàn thể quý vị quan khách quý cùng hướng mắt về phía sân khấu, dành một tràng pháo tay thật to, thật lớn, thật nồng nhiệt và rộn rã thay cho tiếng pháo để chào đón đôi Tân Lang và Tân Gia Nhân đẹp nhất, sáng ngời, hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi tiệc ngày hôm nay. Chú rể anh Tân cùng cô dâu Minh Anh. Ngày trọng đại của đôi luôn càng thêm ý nghĩa, càng hạnh phúc viên mãn hơn nữa khi có sự chứng kiến đầy đủ của các bậc làm cha làm mẹ đến từ hai bên gia đình. Và chúng ta cũng vẫn thường hay nói hết rằng nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín con cha. Tân tảo sớm hơn mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Nuôi con sinh con xa mà nuôi con khôn lớn, và ngày hôm nay đây là ngày cha mẹ mãn nguyện hạnh phúc nhất, và là sự thành công của các bậc làm cha làm mẹ khi nuôi dạy con, tạo dựng cho con một cuộc sống gia đình hạnh phúc im ấm. Và về phía đại diện chủ hôn họ nhà trai, chúng tôi cũng xin mạn phép được mời quý ông Châu Hoàng Hiếu và quý bà Phạm Thị Thủy Lệ là đại diện song thân của chú rể. Một lần nữa xin mến mời toàn thể quý vị quan khách quý hãy dành một tràng pháo tay thật to thật lớn để chào đón đại diện chủ hôn họ nhà trai. Về phía đại diện chủ hôn họ nhà gái, chúng tôi cũng xin mạn phép được kính mời quý ông Nguyễn An Khanh và quý bà Lê Thị Huệ là đại diện song thân của cô dâu. Một lần nữa xin mến mời toàn thể quý vị quan khách quý hãy dành một tràng pháo tay thật to thật lớn để chào đón đại diện chủ hôn họ nhà gái. Quý vị quan khách quý đến tham dự buổi tiệc cưới ngày hôm nay thật sự ngon miệng.
phần quà đặc biệt đầy ý nghĩa dành tặng cho đôi uyên ương trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Vâng, xin kính mời ông bà nội của chú sĩ. Và đại diện thay mặt cho gia đình của chú sĩ, ông nội cũng có đôi lời phát biểu cũng như là những lời chúc đầy ý nghĩa dành cho đôi uyên ương. Xin mời ông ạ. Tôi là ông nội của chú rể. Và hôm nay cháu nó thành đôi, trẻ một cặp nhẫn chính là sự nhẫn nhịn để luôn giữ cuộc hôn nhân bền chặt. Sôi tôm nấu với ruột bầu tròn trang và hớp gật đầu khen ngon, thì chính cặp nhẫn này sẽ là minh chứng cũng như là những lời khuyên răn mà ông bà nội dành cho đôi ngư là lúc nào cũng phải nhẫn nhịn để yêu thương nhau. Tay ai đeo chiếc nhẫn vàng hôm nay chính thức đưa nàng về dinh. Và trong ngày vui hôm nay thì các bậc làm cha làm mẹ cũng không thể thiếu những món quà đầy ý nghĩa dành cho nàng dâu Thảo của mình. Xin mời cha mẹ cô dâu cũng có những phần quà cũng như là những lời phát biểu gửi tặng cho con dâu của mình. Xin mời ạ. Và trong ngày vui hôm nay thì cha mẹ của chú sĩ chính thức sướng cô con dâu hiếu thảo ngon hiền về làm dâu cũng như là con gái của mình. Là một thành viên mới đến từ gia đình thì cha mẹ của chú sĩ cũng có một ít quà nho nhỏ dành tặng cho cô dâu chúng ta cũng như là chú sĩ trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay là một nữ trang vàng 24. Còn một lần nữa thân mến mời cả nhà thân yêu của mình hãy dành một tràng pháo tay thật to thật lớn dành tặng cho đôi ngư chúng ta cũng như là thông gia trên đây ạ.
ngoại và dì Út dành tặng cho đây Hương. Bà ngoại dành tặng cho cháu yêu của mình cùng cháu dâu của mình một món quà đầy ý nghĩa. Đủ nếp đủ tệ một công chúa và một hoàng tử, vậy thì xin hỏi rằng đại nguồn chúng ta muốn như thế nào ạ? Đây cô dâu, hỏi ý kiến của cô dâu trước nè. Cô dâu muốn ai như thế nào hả? Người ta thường nói là quý tử đầu lòng thì sẽ là may mắn dành đến cho cả hai gia đình. Công chúa đầu lòng thì đó là niềm hạnh phúc được yêu thương đủ đầy từ hai bên. Thì bây giờ hỏi ý kiến của cô dâu là cô dâu muốn như thế nào ạ? À? Em muốn cả hai hả? Rồi, thôi nói chứ thôi, mời chú rể hãy dành tặng một nụ hôn nồng cháy dành cho đại ngôn chúng ta nào. Bắt đầu nào, 1, 2, 3. Mời lần nữa thêm bằng cái thanh sáng anh Tân. Mới chúc cho chú rể anh Tân của chúng ta luôn giữ vững tay chèo để chèo lái con thuyền tình yêu của mình. Và chúc cho cô dâu Minh Anh mãi luôn xinh đẹp, luôn xứng đáng là người vợ hiền giao thảo của cha mẹ chồng, là người vợ ngoan hiền của nhà thể, là người chồng đạo hai của mình. Và xin mời đại ngôn chúng ta trở về tiếp đãi với các mến yêu của mình, xin mời ạ. Yeah.
đứng gần vô ngay nè. Dạ rồi, một lần nữa xin mời gia đình cùng nâng ly lên ạ. Rồi, xin mời cả gia đình cùng nhìn lên phía kính ạ. Xin mời 2, 3 2, 3
bàn đám cưới như ngày hội. Bò dê heo quay gà dầm hỏi, 500 mâm bàn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bóng kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nhà, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mà ngành giờ. Đời tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đua gió. Oh,
nhọc nhằn. Nhờ chung tình nghĩa trước sau, nhau nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, vì hạnh phúc nên ta chẳng mang. Vì một nhà vui lắm em ơi, một túp lều trên có rất nhiều giang. Thưa má thưa ba. Mà thông gia em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối nửa lời. Ngọt bùi mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tỏ tè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, trong một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quay đi trên con đê vui ghê, rình rang phao nâu rong ràng từ đây tiếp sẽ theo.
anh đây biết xong làm sao, dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba, hàng ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giặc đôi sao trời anh đây chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tò tè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Trong một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quay đi trên con đê vui ghê. Rình ràng phao nâu rong ràng từ đây tiếp sẽ theo cha. Vô là vô là vô, ngày vui mình cùng nâng ly. Vòng tay phu thế nâng chén rượu tình. Say là say là say, ngày mình cùng xây đi để năm sau mình đón bé trai đầu lòng. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Trong một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quay đi trên con đê vui ghê. Rình rang phao nâu rong ràng từ đây tiếp sẽ theo cha. Ngày pháo hoa tung trời là ngày rước dâu rằng người để sang năm mình.
Làm rễ tết này